con con này mình mới bắt được có một tuần thôi, bắt về hộ khách nhưng mà nó về nó hơi bám ở quanh góc rồi, nó ngoái bộ to rộng chuông. Con này nếu mà gặp chim thì bay qua nó chết chết lẹt luôn. Cho anh em về nghe hót chơi hoặc là làm mồi. Con này bộ to luôn, đấy ngựa màu đinh hơi đỏ lân, hơi đỏ, bộ to. Treo rời tay là hót. Hầu to luôn. Thấy nghe chủ cũ đó của thông tin này má lỡ lên hơn 2 vụ, nếu tính vụ này chắc phải vụ thứ 3 rồi. Thấy rõ này xem, điểm đậm, lông gần xong hết rồi. Này mà làm mồi thì cũng ok luôn, để đào tạo rất là nhanh được, nhanh làm mồi được, để giá lại hợp lý. anh em cái con hải này về nghe hót hoặc lập mồi, alo Đức Hải Dương, số điện thoại 036 560 511. Bộ to, rộng to, biến đậm. Để đoạn cuối là clip nhé, mình mang về mình thèo cái con mồi cho một lúc một đoạn nhé. Mình sẽ thèo con mồi một đoạn đấy. Mới về mồi nó hơi ép nhưng mà quay một đoạn. Đấy, đó, rất là tốt luôn. Màu như là màu cui luôn, nhưng không phải màu cui. Nó áp sát vào. Đánh nhau thì